À, cháu mua một thùng mì tôm cho hai bố con nhé. Vâng. Đây, cháu Vâng, ơi, cảm ơn. bài Sơn gửi chú nhé. Cảm ơn nhé. Đây, Vâng. vâng. Này là được một chị ở Hồng Kông là Vâng mua vâng cho vâng. là hai bố con. Bệnh nó mắt Chú đây thì nó là hơi bị đôi mù. đôi mắt đây à? Vâng vâng hơi mù tí đấy. Bạn em camera có thể cho đâu, chú cho cháu xem nào. Thế là à đây là Mắt có vẻ như là mắt của chú là đây. Hơi hơi mù. thưa cô bác có thể nhìn thấy Con nước thì hơi mù mù tí đây. là Vâng. mẹ của Quyền thì là đi đâu rồi? Để lấy chồng mới. Đấy, đi lấy chồng mới thì đi lâu chưa? Để lâu rồi. Đi lâu rồi á? Đi từ Được. năm mình bao nhiêu tuổi thì có biết không? Trước nó hai con bò thì nó bán hết thì nó không bảo nó không ở. À, thế Vâng. là bán bò để mà Vâng. lấy tiền chạy đi theo người khác đúng không? Vâng rồi. À, thế như Quyền thì là cho chú hỏi có hôm thì cháu có nhịn đói để mà đi học không? Có. Có à? Hai bố con là ăn cơm bằng cái nồi gang này à? Vâng. Thế bữa tối nay là ăn cơm này rồi à? Vâng. Không biết hơn biết. Có vẻ như là chú là chắc là cũng chú có bị như kiểu là cái gì không ổn định mấy không? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có được một anh trưởng thôn giới thiệu cho cháu Lực, có kể qua với cháu Lực rằng là ở đây có một cái hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt và cũng khá là khó khăn cô bác ạ. Và trước khi mà đi vào hoàn cảnh thì cháu Lực xin gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Có gửi cho cháu Lực một cái quỹ để mà đi giúp đỡ những hoàn cảnh còn là khó khăn và giúp đỡ cho ông cụ Dung là sống một mình ý, cô bác. Thì hôm nay cháu Lực có trích cái tiền quỹ của chị Trần Đỗ Giáng My ra để mua một thùng mì tôm đi vào thăm hoàn cảnh mới cô bác ạ. Trước khi mà đi vào ấy, thì cháu Lực xin được phép là nói qua hoàn cảnh một chút cô bác nhé. Cháu Lực được anh trưởng thôn là có nói qua với cháu Lực rằng là đây có một hoàn cảnh là có hai bố con của bác ạ, nương tựa vào nhau để sống. Bố thì hình như là có một cái căn bệnh cô bác ạ, và đôi mắt của bố là không có được được sáng cho lắm, cho nên là không đi ra ngoài, là không có làm được cái việc gì cả. Và người mẹ thì đã lừa hết tài sản là bán đi để mà chạy đi theo người khác rồi cô bác, và có thêm là một cái cậu con trai nữa là năm nay đã đang học lớp 5 cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ không có nói nhiều nữa các bác, và xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi đi chia sẻ những hoàn cảnh mới của bác nhé. Hầu như là những cái hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ với các bác thì ít khi không có cái hoàn cảnh nào mà có đường xe máy vào tận nhà cả. Tại vì sao lại không có đường xe máy các bác? Thì thứ nhất là những hoàn cảnh đó là không có điều kiện để mà mua xe được xe đi, thành ra là không có để mà mở đường đi vào được. Nếu mà con đường đi vào ấy thì là chỉ những con đường mà mòn thôi. Đấy, thấy là ở đây là gia đình cô này là nuôi dê cô bác này, trong một cái chuồng mà cũng khá là nhỏ, trong đấy thì có 4-5 con. Ở đây thì có một cái bạn nhỏ thì không biết là có phải là bạn truyền không? Nhà em trai là có phải truyền không? Có phải Quyền không? Có phải Quyền này à? Thế Quyền là đang chuẩn bị đi đâu? Đi kia. Đi kia làm gì? Bố bố có ở nhà không? Có. Có ở nhà. Thế thì cùng chú đi về tí nhỉ? Thế ra đây chú bảo thế nào? Ra đây. Có phải là nhà cháu là ở bên này đúng không? Cháu tên là Quyền này đúng không? Quyền thì năm nay học lớp mấy rồi? Năm. Lớp 5 rồi à? Thế Quyền gửi một lời chào tới các bác nhé. Biết chào không? Con chào các ông các bà, nói. Con khoanh tay lại, con chào các ông các bà, đấy, khoanh tay. Con chào các Này, ông nhìn, các bà. nhìn ra kia, nhìn ra kia. Con. Con. Chào các ông các bà. Chào các ông các bà. Rồi, thế là bố đang ở nhà đúng không? Vâng. Rồi, bố ở nhà làm gì? Chặt quý. Chặt củi à? Thế cùng chú đi về nhà đấy nhỉ, xong một tí đi sau nhá. Rồi, hay có lẽ là bạn nhỏ này tên là bạn
tên là gì ấy? Truyền hay là Quyền? Quyền. Quyền đúng không? À, tên là Quyền đúng không? Cái nhà mình là ở đây à? Ôi. À, đây là bố đấy à? Cháu ra chú nhá. Chú đang lấy củi à? Vâng, đang lấy củi ấy. À, chú là bố của... Bố của Quyền ấy. Bố của Quyền à? Vâng. Vâng, thế là hai bố con là đang chuẩn bị lấy củi à? Tối nay nấu cơm à? Vâng, vâng. À. Vâng. Hôm nay cháu có được anh trưởng thôn giới thiệu ấy. Bảo là gia đình chú cũng khá là hoàn cảnh ấy, cho nên là cháu muốn đi vào thăm hoàn cảnh của chú một chút. Vâng. Vâng, thế chú lấy củi à? Một... Vâng, bây giờ chú nghỉ tay được không? Được mà. Được à? Vâng. Vâng, thế chú cháu mình đi vào nhà một chút nhỉ? Vâng, vâng. Rồi, một tí nữa lấy củi sau. Vâng. Đây là con trai của chú đúng không? Vâng. À. Nhà của chú là nhà bên này à? Vâng, nhà bên này. À. Có vẻ như là cột này cũng còn khá là chắc chắn đấy nhỉ, con nhà ấy. Con nhà á? Hả? Không, nó hơi mòn ở đấy. À. À, đi vào đây thì có một cái chỗ thủng to quá rồi cô bác ạ. Ừ. Ui nóng quá nhỉ, nhà chú vâng, ơi. Vâng, nóng đấy. Trên này thùng nhiều đấy chú. Thùng nhiều đấy. À. Thế đây là con trai đúng không? Quyền đúng không? Con trai Quyền đấy. Quyền à? Vâng. Quyền đang ngồi đây với chú này. Đang ngồi đây. Đang ngồi đây. Đấy. Quyền ngồi bên này này. Đi. Quyền chú là năm nay học lớp mấy rồi? Sợ đeo cho chú cái này nhá. Đấy, không sợ đâu chú, không phải sợ đâu. Đấy. Để nói chuyện cho nó lớn hơn thôi. Chú thì năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi? 77 rồi, 79 rồi. Sinh năm 79 à? Ừ, sinh năm 79 này. Sinh năm 79 thì chắc là được hơn 40 nhỉ? Vâng. À, được hơn 40. Thế còn con chú thì năm nay là được bao nhiêu tuổi? 40 tuổi. Thế Truyền là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Học năm năm được bao nhiêu tuổi rồi? Học lớp 5 rồi. Sinh năm 20 bao nhiêu? Năm... Với tí... À, thế là tiếng phổ thông là không biết. Là chỉ biết tiếng Nùng là sinh năm bao nhiêu thôi? Tiếng Nùng thì nó... À. Vịt trâu ấy, vịt trâu. Thế tiếng Nùng là biết, còn tiếng phổ thông là không biết? Tiếng con sinh năm bao nhiêu cũng không có biết cô bác. Cháu mua một thùng mì tôm cho hai bố con nhé. Vâng. Đây, cháu ạ. Ai xin gửi chú nhé. Cảm ơn nhé. Đây, vâng. Đây là được một chị ở Hồng Kông là mua cho vâng, mua vâng. cho là hai bố con. Vâng, vâng. Chú tên Vinh. Là Vinh Vinh. Tên Vinh à? Vâng. Là chú Vinh đúng không? Vinh Vinh. À, xin cho Vinh. À, thế còn con của chú là Quyền. Quyền. Xin Văn Quyền. À, thế là bây giờ là hai bố con là ở thôi à? Vâng, vâng. Như cho cháu hỏi thì là cháu cũng biết qua về là cô rồi thì, vâng, thì vâng. Cô đã đi đâu rồi thì vâng, cháu muốn hỏi lại chú một lần nữa là vâng. cho tất cả các bác ở trên kênh là cũng biết luôn vâng. Cháu thì cũng giới thiệu với lại chú là cháu vâng. là tên là Lực ở nhà cháu vâng. thì cũng ở Ngán Chiên thôi bây giờ thì vâng. là chú Thịnh rồi vâng. Cháu cũng có làm mấy kênh YouTube đấy thì chắc là chú vâng. biết YouTube không vâng. Chú có biết kênh YouTube không vâng. Quyền có biết YouTube không vâng. Chú không biết à vâng. Có điện thoại không, chú có điện thoại không? Không có. Thế cả hai bố con là không có điện thoại à? Không có điện thoại. À, thế là thành ra là chắc là chú không biết đấy, cháu là Lực đấy, năm nay cháu cũng còn khá là trẻ thôi đấy, bằng tuổi cháu thôi đấy, cháu cũng làm cái kênh YouTube thì cũng có các bác có yêu quý đấy, có yêu quý và cho cháu một cái niềm tin là đi chia sẻ những hoàn cảnh mà còn khó khăn đấy. Đấy, trong thời gian vừa rồi thì cháu cũng chia sẻ khá là nhiều hoàn cảnh thôi thì hôm qua thì được anh trưởng thôn anh ở bên này anh có giới thiệu là hai bố con đấy thì là chú thì là bị cái căn bệnh gì chú nhỉ? Bệnh nó mắt đây, mắt đây. À, chú là bị mù. Đôi mắt đây à? Vâng, hơi mù tí đấy. Bạn em camera có thể cho đâu, chú cho cháu xem nào. Đây là đây là mắt. Có vẻ như là mắt của chú là hơi thưa cô bác có thể nhìn thấy là con nước thì hơi mù tí đi. Bị như kiểu là nó như kiểu con người đó cô bác là nó lồi ra nhiều hơn. Cháu lưng không biết giải, biết diễn tả làm sao. Nếu như các bác theo dõi thì các bác cũng biết. Thế ngoài đôi mắt ra thì chú còn bị thêm gì không? Không. Không à? Vâng. Thế là về cái về trong đầu thì vẫn tỉnh táo hết đúng không? Thế là chú là bị
mát coi như là nghỉ mát đấy. Thế ở đây thì cô chú có đi làm thêm cái công việc gì không? Không, không có cái gì cũng đi làm. Không có gì làm à? Vâng. Nhà chú thì có lợn, có lợn, có trâu không? Không có. Không có à? Vâng. Nhưng mà chú có đi nhận nuôi thêm trâu gì không? Anh như chú thì như trâu này, lợn này, gà thì có không? Có. Có à? Vâng. Chú có trâu thì có bao nhiêu con? Một con. Một con à? Vâng. Đấy là tài sản của chú hay là tài sản là chú sản... đi lấy về nuôi? Về nuôi rồi, đi lấy về nuôi rồi. À thế là vâng. Cũng là nuôi nhờ người ta đúng không? Vâng vâng. Nuôi để mà mình lấy phân với lại lấy sức của kéo đúng không? Vâng. Thế mẹ của Quyền thì là đi đâu rồi? Đi lấy chồng mới. Thế đi lấy chồng mới thì đi lâu chưa? Đi lâu rồi. Đi lâu rồi á? Thế mẹ của Quyền thì đi lấy chồng mới được bao nhiêu lâu rồi? Cũng không nhớ à? À, thế chú đi cho cháu hỏi thì là vợ của chú ấy thì là bỏ đi lấy người mới à? Vâng, đi lấy một mới. Đi lấy người mới à? Vâng. Thế nhưng mà tại sao lại vợ chú lại bỏ đi lấy người mới, chú có biết không? Không biết, nhưng mà trước nó đi làm ấy mà, bảo nó đi làm ấy. À, trước là nói dối chú là bảo đi làm à? Vâng. À, thế như Quyền thì cho chú hỏi thì có biết là mặt mẹ của mình không? Có biết. Hả? Biết. Biết à? À là có biết là mặt của mẹ đúng không? À, thế là năm 4 tuổi thì là mẹ bỏ đi à? Năm học lớp 4 tuổi thì mẹ bỏ đi, học lớp 4 thì mẹ bỏ đi à? Ừ. À, thế lúc mà mẹ bỏ đi thì có bảo với Quyền là cái gì không? Không. Cũng không bảo à? Không bảo cái gì không? Thế là chắc là chú là biết đúng không? Thế nhưng mà quay lại cái câu chuyện mà lý do tại sao lại người vợ chú lại bỏ đi. Bữa? Đúng rồi, vợ chú lại bỏ đi ấy. Bảo nó đi làm ấy, đi làm ấy, nó đi lấy chồng khác rồi. Lấy chồng khác à? Vâng. Thế như ở đây thì hai vợ chồng chú có xích mích đánh nhau gì không? Không. Không à? Vâng. Thế là do là gia đình nghèo hay là biết là chú có bệnh như này thì không ở được cùng chú? Không, bảo nó nghèo, bảo nó nghèo không có cái. Trước nó hai con bò thì nó bán hết thì nó không, bảo nó không ở. À thế là bán bò để mà lấy tiền chạy đi theo người khác đúng không? Đúng rồi. À, thế là bán được bò thì số tiền ấy được từ bao nhiêu tiền thì chú có biết không? Một con thì nó được 10 triệu, 15 triệu. 15 triệu, thế là cũng được 25 triệu à? Ừ. Thế là cầm 25 triệu đấy là bỏ đi luôn? Đi luôn rồi, đi. Ờ, thế là được, coi như là được hơn một năm rồi à? Ừ, hơn một năm rồi. Đấy, như chú cho cháu hỏi về cái phần ruộng nương của nhà chú ấy, thì là hai bố con là có đủ ăn trong một năm không? Không đủ. Không đủ à? Thế như Quyền thì là cho chú hỏi, có hôm thì cháu có nhịn đói để mà đi học không? Có. Có à? Thế hôm, những hôm đấy thì là nhà mình là không có gạo hay là như nào chú? Hay là không nấu được cơm? Không có gạo. Không có gạo à? Vâng. Thế thí dụ mà đến cái mùa năm vừa rồi này, là cái mùa mà hạn hán ấy, thì là gia đình chú năm nay thì liệu là bây giờ có đủ ăn không? Không đủ đâu. Không đủ à? Vâng. Thế không đủ như này thì chú đi làm cái gì để mà có tiền mua được gạo? Đi kiếm một nhà từ nhà được 100 thì mua thôi. À là đi vâng. Làm thuê đúng không? Vâng. Thế như chú thì có đi làm được thuê xa không? Không, được gần đây thôi. Gần đây à? Vâng. Thế nhưng mà tại sao lại không chú không đi xa được làm? Không đi xa, không đi được. Nó có con nhỏ ấy. Có con nhỏ nữa đúng không? Vâng. À thế lý do thứ hai thì là còn thêm cái gì nữa không? Về như mắt của mình không có sáng ấy thì là người ta không nhận hay là như nào? Không nhận ấy. Vâng. Là người ta là không nhận đúng không? Vâng. Ờ. Như Quyền thì cho chú hỏi thì sáng hôm nay Quyền đi học thì có nhịn đói đi học không? Không. Sáng nay là không nhịn à? Đấy là sáng hôm nay chắc là có cơm nguội của hôm qua nè. Anh như Quyền thì là mỗi buổi sáng đi học thì ăn cơm không hay là có thêm rau gì không? Rau nhót. Có rau gì? Nhót. Rau nhót á? À là chắc là rau ngót nhỉ. Thế hai bố con thì đã từng hôm nào là ăn cơm chan với lại nước nước chè hay là nước lá gì không? Ăn nước lá. Có, không có nước chè, ăn nước lá thôi, nước sôi thôi. Nước sôi đúng không? Vâng. À, thế nước lá thì chắc là không biết. À, nước sôi là để nguội là mình vâng. Chan với cơm đúng không? Vâng. Thế là cả hai bố con là cùng ăn cơm như thế à? Ừ, thế thôi. Thế Quyền thì nhịn đói đi học như này thì là mỗi năm đi học thì có được giấy khen không? Có. Được giấy khen à? À, một cái cậu bé mà rất là hiếu học của bác ạ. Như vừa rồi chú với lại em Quyền có chia sẻ được rằng là
mẹ thì đã bỏ đi được là hơn 1 năm rồi, là gạ chú là bán hết, là bán chỉ bán là nguyên châu thôi à chú? Được, nguyên châu. Chú là chú Phong đúng không? Chú là chú Vinh đúng không? Vinh. Chú là chú Vinh. Được. Vinh thế là thường thường là ở trong làng thì người ta thuê chú Vinh là làm những gì? Làm linh tinh thôi. Làm linh tinh à? Vâng. Làm linh tinh, nhưng mà cái công việc mà mình hay làm thì là công việc gì chú? Làm, nhưng mà làm phân các loại các thứ thôi. Làm phân, phân à? Vâng, phân cất trâu. Làm vâng. Như thế thì là làm phân thì làm như nào, chú có thể kể rõ cho cháu nghe được không? Đi vác ấy. Cho đi vác phân là cho vào ruộng đúng không? Vâng. Vâng. Thế là ngoài những công việc đấy ra thì chú có đi thêm là lấy củi hay là đi làm cỏ gì nữa không? Lấy củi thôi mà, nhà ấy. Lấy củi à? Vâng. Thế như chú thì cho cháu hỏi thì là buổi tối mà hai bố con ngủ trong cái ngôi nhà thủng có rất là nhiều lỗ này thì có dột không? Vẫn dột mà. Vẫn dột à? Vâng. Thế chú có thể là đứng dậy với lại cháu vâng. không? Vâng. Vâng. Thế là hai bố con là ăn cơm vào cái nồi gang này à? Vâng vâng. Thế bữa tối này là ăn cơm này rồi à? Vâng vâng. Thế là một ngày là nấu một nồi như này à? Mừng bé thôi, một ống thôi. Thế hai bố con là thường thường là một ngày là ăn được một ống. Ăn được một ống à? Vâng. Một ống thì sẽ được tầm bao nhiêu cái bát cơm? Hai bát mà. Hai bát, bát à? Vâng. Thế Quyền thì là một bữa thì Quyền ăn được tầm bao nhiêu bát? Ba bát. Ăn được ba bát à? Thế một ống nấu, một ống mà nấu được hai bát như này thì là đến mỗi một lần chú nấu là nấu hơn là hai ống dưới à? Vâng, không, vẫn đủ ăn rồi. Là vẫn đủ ăn à? Vâng. Là có nghĩa là cả ngày đúng không? Vâng, vâng. Trên này là cái bàn thờ tổ tiên vâng. chú à? Vâng. Có vẻ như là mấy cái tấm này thì nhà thì làm thì cũng thấy là những cái gỗ này có bác này thì là những cái gỗ mà hình như là... cây chảo hay sao ấy, bây giờ thì rất là nhiều. Mật hết rồi. Ê, chú thì như chú thì có phương tiện nào để mà đi lại không, như xe cộ đi lại không? Không. Không có à? Không có. Thế là buổi sáng Quyền cho chú hỏi là Quyền đi học thì Quyền là đi bằng cái gì? Chân. Đi bằng chân à? Là đi bộ đi học đúng không? Thế thì hôm nay chú mua mì tôm cho ấy. Thì sáng mai là Quyền là pha mì tôm đi học nhá. Đấy là chú để đây. Mai là không học rồi à? Ừ, thế là, thế là hôm nào mà Quyền đi học ấy thì là Quyền pha mì tôm đi học nhá. Thế mai thế Quyền thì bây giờ được nghỉ học thì ở nhà là sẽ làm những gì cho bố? Củi. Đi lấy củi à? Đi lấy củi với lại lấy cỏ đúng không? Đấy có vẻ như là đợt đầu cháu Lực vừa mới vào cô bác ạ. Đây chú. Đợt đầu cháu Lực vừa mới vào thì không chỉ là hoàn cảnh của hai bố con là Vinh với lại chú Vinh với lại Quyền đâu, mà có rất là nhiều những hoàn cảnh khác cháu Lực mới đi chia sẻ lần đầu là sợ cô bác ạ. Thứ nhất là có một cái người nào đấy, các bác cứ tưởng tượng đi, ở đây thì hầu như là chắc là chú Vinh cũng chưa được nhìn thấy những cái máy quay bao giờ đâu đúng không? Vâng. Điện thoại thì hai bố con là chưa từng có. Chú cho cháu hỏi nếu như mà hai bố con mà ốm đau như này ấy, thì cả hai bố con cũng ốm thì sẽ có ai để mà đưa mình đi vào bệnh viện không? Có không. Ai giúp đỡ mình không? Không có ai giúp đỡ, do nhà ở gần nhà đây thôi. Là gần nhà em đây thôi. Vâng. Hàng xóm đây đúng không? Vâng, hàng xóm đây thôi. Nhưng em đây thôi. Và trong nhà thì cháu Lực nhìn thấy là hầu là hai bố con là hình như là không có cái tài sản gì quý giá không, cả cô bác ạ. Không có. Nguyên một cái máy quạt. Có máy quạt thôi. Cái máy quạt này thì là được tặng hay là chú tự đi mua? Tự đi mua ấy. Tự đi mua à? Vâng. Này thì mua được bao nhiêu năm rồi? Được một năm rồi ấy. Đi làm ấy, đi làm về mà, lấy về mà, mua về. Thế là chú đi, nếu mà chú đi làm thì đi làm chỗ nào mà xa nhất? Không, đi làm từ Hà Giang về thôi. Từ Hà Giang à? Vâng. Thế công việc của chú hay đi làm là công việc gì? Không, đi làm chuẩn vớ linh tinh thôi. Chuẩn vớ linh tinh à? Vâng. Chuyển vớ thì không làm cái gì đâu. Không làm. Thế là mắt của chú là mới bị trong thời gian này hay là bị lâu rồi? Bị lâu rồi. Bị lâu rồi. Vâng. Bị cách đây tầm độ bao nhiêu năm? Được. Từ bé rồi đấy. Từ bé à? Vâng. Thế từ bé là chú bị như này rồi à? Vâng. Như chú cho cháu hỏi thì là hai vợ chồng chú ấy thì có mỗi mình em Quyền hay là còn thêm ai nữa không? Không. Có thêm người nào nữa không? Không. Không có à? Vâng. Thế Quyền là
mỗi lần là đi học về chiều chiều tối ấy, thì là ở nhà là phụ giúp cho bố để làm cái gì? Cỏ. Bạn đằng sau chú bảo là lưu bảo là cháu hộ bố là lấy cỏ nhá. Tóc tóc thì cũng có vẻ là khá là dài rồi, thế mỗi lần tóc dài như này thì ai cắt cho? Mà các bố các em cắt cho thôi anh ấy, em ở dưới ấy. Là anh ở dưới cắt cho á? Vâng. Thế là không phải là chú là cắt cho à? Không. Thế anh ở dưới kia thì có phải là có quan hệ họ hàng gì với mình không, hay là chỉ là hàng xóm thôi? Hàng xóm thôi. Là hàng xóm thôi à? Vâng. À thế là nhờ là cắt đúng không? Vâng, nhờ cắt. Thế Quyền thì cho chú hỏi ấy, thì cái lúc mà Quyền đi học ấy thì là có cặp sách gì không? Không. Không có cặp sách à? Thế là mỗi lúc đi học là lấy quyển vở là để tay đi học thôi à? Vâng. Ừ. Rất là tội cô bác ạ, một cậu bé mà năm nay học đến lớp 5 rồi. Đấy, học đến 5 năm rồi đấy, mẹ của mình thì đã bỏ đi rồi. Đấy, vẫn biết là mẹ của mình đấy, nhưng mà tuy rằng là chắc là cũng biết là chú có một cái căn bệnh gì đấy, cho nên là hai vợ chồng là không có ở được với nhau. Vâng. Thế vợ chú thì bây giờ bỏ, chú có biết là vợ chú là đi đi lấy chồng mới hay là bỏ đi đâu không? Đi lấy chồng mới rồi. Lấy chồng mới à? Vâng. Đi lấy chồng mới rồi, hai có con rồi, hai con, hai con đứa, hai con trai. Thế là có hai người rồi à? Vâng, có hai người. Thế chú là vẫn là biết là rõ về cái người vợ của mình là đi lấy chồng tận đâu chứ? Chẳng là tỉnh dưới Bắc Con ấy. Dưới Bắc Quang. À. Thế là bữa tối nay thì hai bữa con là sẽ ăn cơm bằng cái gì tối nay ấy? Nè. Vâng. Có không có nhặt dầu linh tinh ăn thôi. Nhặt dầu linh tinh ăn thôi à? Vâng. Tại hôm nay thì cháu cũng vào ấy, thì cháu cũng không có mua được thức ăn với là thực phẩm cho hai bố con, để lần sau cháu vào thì cháu sẽ mua cho hai bố con. Nhưng mà hai bố con thì hiện tại là gạo như thóc này thì còn bao nào không? Không còn rồi, hết rồi. Không còn à? Vâng, không còn. Hết rồi à? Hết rồi. Thế là bây giờ là chú toàn đi làm thuê để mà đi mua lấy tiền mua gạo này à? Vâng. Thế một cân gạo thì bây giờ người ta bán tầm bao nhiêu tiền? Đắt đấy, hơn hôm nay thì đắt đấy. Hôm nay thì đắt rồi ạ? Hơn trăm ấy. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Như chú thì là thường thường là chú đi mua gạo ấy, thì là 10 cân thì người ta lấy chú bao nhiêu tiền? Có vẻ như là chú không biết nhỉ? Không biết hơn vậy đâu. Có vẻ như là chú là chắc là cũng chú có bị như kiểu là cái gì không ổn định mấy không? Không nhớ được. Hỏi chú thì chú không biết các bác. Nào Quyền thì ra đây chú hỏi một tí. Đây. Quyền thì là cho chú hỏi nhá. Bố của Quyền thì có bị thêm căn bệnh gì nữa không? Không. Không bị à? Thế là bị muối mắt thôi à? Hả? Vâng. Bây giờ mà chú đi làm là một ngày là được 100 nghìn đúng không? Vâng, được 100 nghìn. Để mà đi mua gạo thì còn chưa được 10 cân đâu nhỉ? Vâng. Bây giờ người ta bán là gạo là một cân thì cũng rơi vào tầm 170-180 rồi. Rất là đắt cô bác ạ. Vâng. Sao nhìn mặt có vẻ như kiểu đơ đơ đấy ạ? Quyền thử đưa chú đi một vòng quanh nhà mình được không? Vâng. Rồi.
Thế là cái chỗ nấu ăn của hai bố con là sẽ nấu ở đâu? Kia. Nấu ở đây à? Thế là nấu ở đây à? Thế là còn những cái chậu này thì là cái chậu gì đấy Quyền? Đây là xô nước à? Cái xô nước nước này thì là Quyền với bố là đi tận đâu lấy về? Kia. Đấy ở kia à? Thế còn là cái này là cái gì Quyền? Cái này là vỏ vỏ gì đấy? Hạt chậu. Vỏ hạt chậu á? Cái này là ai đi nhặt về? Em. Em đi nhặt về à? Ừ. Thế đi nhặt về thì để mà đi trồng hay là đem đi bán? Đi bán. Đi bán à? Đã có bán được cân nào không? Không. Không bán được cân nào à? Có vẻ như là nhặt là được cũng rất là ít của bác ạ. Thế còn là buổi tối thì là Quyền với lại bố. Quyền thì sẽ ngủ với bố hay là ngủ ở đâu? Với bố. Ngủ với bố à? Thế ngủ với bố thì là ngủ bên này à? Không. Bên này thì có vẻ như là những cái tấm gỗ này của bác này cũng bị vẹo khá là nhiều. Thứ nhất tại sao vẹo thì thứ nhất là ngôi nhà của nó đã bị nghiêng rồi. Có thể là những cái cột thì nhìn còn hơi bóng loáng một chút của bác ạ, nhưng mà cũng là bị mọt hết rồi. Thế chỗ này thì là buổi tối là Quyền có ngủ đây không? Ôi dồi. Chỗ này thì có vẻ như là sắp bị sập rồi. Thế cái này là cái gì đây Quyền? Hả? Cái này là để gì đây? Dưa. À, để rau ăn. Để rau ăn trong một cái nồi mà khá là nhỏ. Thế là buổi tối là hai bố con là sẽ ngủ ở chỗ này à? Vâng. Tối ngủ ở đây thì nếu mà có gió to về thì có mưa có đến nhà không? Mưa đến chỗ ngủ không? Không. Không đến đâu à? Thế nhà của Quyền thì có chỗ nào bị dột không? Có. Cũng không bị dột đâu à? Có bị dột không? Có. Có bị dột, nếu mà bị dột thì thường dột chỗ nào là nhiều nhất? Những cái chỗ ở đây à? À. À, trên này thì có vẻ như là cháu Lực còn nhìn thấy là cái tấm bò này của bác này còn là chưa có đâu. Chưa có. Trên này là chưa có đâu chú. Có rồi, bay hết rồi. Bay hết á? Ừ, bay hết. Nhưng mà tại sao lại bay gió to quá? Gió to. Không. Thế thì lúc mà bay ở trên này thì Quyền có biết không? Không. Không biết à? Lúc đấy thì Quyền đi đâu? Ngủ. Lúc đấy thì Quyền ngủ à? Thế buổi tối thì Quyền là ngủ với bố. Ngủ với bố ở đây hay là ngủ ở bên kia? Bên kia. Ngủ ở bên kia. Thế bố thì cũng ngủ ở bên kia hay là ngủ ở đây? Ngủ bên kia. Bố cũng ngủ bên kia à? Thế chỗ này thì là cho ai để ngủ? Không. Không có ai để ngủ à? Thế Quyền thì cho đưa chú đi vào xem chú ngủ hai bố con nhé. Nhá. Đi vào bên nào. Bên này à? Ừ. À, thế là đây là còn là một chú ngủ nữa à? Vâng. Thế là hai bố con là có vẻ như là cô bác ạ. Phần bên này thì không có những cái lỗ máy cho nên là mưa thì nó không có dột vào trong. Còn phần phía bên kia cô bác thì nó có nhiều lỗ hơn. Ở đây thì chắc là những cái tấm tôn này là trước là đóng nhầm rồi đúng không? Vâng, đóng nhầm rồi. Thế là bây giờ là chỗ kia là bị dột nhiều à chú? Vâng, dột nhiều đấy. Có vẻ như là mấy cái tấm bàn thờ này thì cũng bị mục hết rồi. Mục hết rồi. Cái này mà đẩy mạnh cái là bị bung ra luôn đấy cô bác ạ. Bung hết rồi. Buổi đêm thì gió to thì hai bố con có sợ không? Sợ đấy. Hai bố con là sợ à? Không, không sợ rồi. Tôm bay. Cái này thì Quyền làm gì đây? Hả? À? Cái này làm gì đây? Như kiểu cái dây để mà treo cổ đấy. Hả? À? Cái này là chắc là làm mà cho để mà ngồi đu đấy cô bác ạ. Thế còn quần áo của Quyền thì là ở đây à? Quyền có quần áo nhiều không? Không. Có quần áo nhiều á? Thế bây giờ Quyền có bao nhiêu bộ quần áo để mà đi học? Hả? À? 6 bộ. Có 6 bộ á? Hả? À? Là những cái bộ này à? Những cái bộ này à? Không. Thế là quần áo của Quyền đi học là những bộ nào? Bộ này. Bộ này. Thế là có bao nhiêu bộ? Bao nhiêu? Đâu? Thế thử thì Quyền thì lấy cái áo của Quyền cho chú xem nào. Áo đi học của Quyền là những cái áo nào? Đây. Đây à? Ôi dồi. Cho chú xem nào. Có bị rách không? Không. Không bị rách à? Có vẻ như là rất là to. Cái này thì là bố mua cho hay là ai mua cho? Cô giáo cho. Cô giáo cho thôi á? À.
Thế là bố có mua cho Quyền là bộ quần áo nào không? Có. Có à? Thế bố mua thì mua được cho Quyền là bao nhiêu bộ? 2 bộ. 2 bộ à? Thế biết là bố đi đâu làm gì có tiền về để mua không? Không. Cũng không biết à? Chỉ biết là bố mua áo mới cho thôi à? Ừ. Thế là như chỗ này là hai bố con là bị bắt ở đây à? Lúc ăn cơm xong rồi bị bắt ở đây à? Không. Ôi có vẻ như là nhà chú là có mèo con đấy nhỉ? Vâng, có mèo con đấy. Đấy nào, Quyền ngồi đây với chú nào. Ngồi với chú lại bố để uống nước một chút. Đây vừa rồi chú được cùng đá đưa ghi hình lại các bác xem cái khung cảnh ngôi nhà của hai bố con. Có vẻ như là những cái tấm cột đấy các bác còn chắc chắn đấy, tuy nhiên là những cái phần ở bên ngoài này này thì là bị mục gọi là gần hết rồi. Mục gần hết rồi. Nếu mà đẩy mạnh cái là hình như kiểu nó bị đổ ra ngoài rồi. Rồi chắc đổ đấy. Thế như nhà này thì là chính quyền làm nhà cho hay là như nào chú? Nhà nước giúp thôi. Nhà nước giúp à? Đấy là giúp bao nhiêu tiền? 20 triệu ấy. Giúp 20 triệu à? Thế bây giờ là nhà nước giúp như này xong ấy thì chú còn là nợ nần gì đâu không? Ừ, mười. Nợ bao nhiêu tiền? Nợ 10 triệu ấy. Nợ 10 triệu à? Thế nợ 10 triệu là trước chú đi vay tiền để làm gì? Mua con trâu ấy. Mua trâu á? Mua trâu thì thế con bò ấy, con bò ấy bán hết rồi. Bán hết á? Vâng. Thế là thế là chú đi vay ngân hàng. Có vay ngân hàng để mà mua bò. Mua bò xong là vợ chú là chạy theo người mới là bán hết cái số cho bò đi. Vâng. Có vẻ như là chắc là thấy chú bị như này thành ra là cô không muốn ở cùng chú nhỉ? Vâng. Nhưng mà cô đi thì chú có biết là có phải lý do đấy không hay là lý do nào khác? Không, bảo nó từ trước nó bảo nó đi làm thôi. Thế là đi làm thành ra là cũng bỏ chú với lại bỏ thêm là Quyền để mà đi luôn. Vâng. Hôm nay thì cháu vào thì cũng chỉ mua chú là được thùng mì tôm thôi. Ngày mai thì là có thể là ngày chợ. Thì cháu sẽ gửi cho chú là một ít tiền nhá. Đấy, bằng gửi cho chú là một ngày công của chú luôn. Đấy, coi gửi cho một ngày công để cho chú đưa Quyền là đi mua thức ăn, mua thịt về ăn nhá. Cháu gửi chú là 500.000 nhá. Rồi. Vâng. Cái này thì cháu được xin được phép là trích cái tiền quý của chị Trần Đỗ Giáng My ra để đi vào thăm những hoàn cảnh nhà mới mà cháu được đi chia sẻ các bác nhá. Và cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My đã luôn luôn yêu quý và tin tưởng cháu được, hỗ trợ cháu được đi chia sẻ những hoàn cảnh mới hơn. Trong thời gian tới thì cháu được cũng sẽ rất là mong sẽ được sự đón nhận của cô bác dành tặng cho hai bố con chú Vinh với lại Quyền. Quyền à? Thế Quyền thì có biết cảm ơn không khi mà ai cho cái gì ấy? Có. Có à? Thế Quyền thử nói cảm ơn chưa nào? Em cảm ơn chú. Rồi. Thế thì bây giờ Quyền cảm ơn tới bà Giáng My nhá. Đấy. Quyền mỗi lần là cảm ơn là Quyền nhỏ là Quyền khanh tay. Con xin cảm ơn bà Giáng My nhá. Con xin cảm ơn bà Giáng My. Em xin cảm ơn dạ bà My. Có vẻ như là Quyền là nói rất là nhỏ. Quyền có thể là nói to hơn một chút được không? Con xin cảm ơn bà em Giáng My. Con. Đó con. Là... Bà Giáng My. Như Quyền thì nói tiếng phổ thông thì sói không? Có biết tiếng phổ thông nhiều không? Không. Không biết nhiều à? Thế chú thì có biết tiếng phổ thông nhiều không? Không biết nhiều. Không biết nhiều đâu à? Vâng. Thế là biết là tạm tạm mà giao tiếp thôi à? Vâng. Tạm tạm thôi. Không biết nhiều. Thế đôi mắt của chú là hồi nhỏ là tới giờ là nó là có biết là nguyên nhân gì nó bị như thế không? Vẫn bị nếu mà có nước thì hơi không nhìn rõ. Không nhìn rõ à? Vâng. Thấy có vẻ như chú thì cũng như kiểu là hơi vui tính nhỉ? Vui tính như thế là cũng hay nói một mình một chút hay sao ấy không bác ạ? Thế buổi tối thì hai bố con thì vào mùa mưa như này ấy, thì là đêm ngủ ấy thì là gió mưa ngôi nhà là bị dột là chỗ nào là nhiều nhất?
Bên này ấy. Bên này là được nhiều nhất à? Vâng. À, những hoàn cảnh của hai bố con thì cũng rất là đặc biệt cô bác ạ. Vừa rồi thì cũng có chia sẻ lên và ghi hình lại rồi. Các bác cũng đã nhìn nhận được rằng là chú Vinh là một cái người như nào và em Quyền là một cái người như nào. Quyền thì đi học về ấy, thì là vẫn là ở nhà là phụ giúp bố là lấy cỏ này, mọi cái này. Thế như Quyền thì cho chú hỏi, Quyền có bao giờ đi làm gì có tiền không? Không. Không à? Thế ngoài những cái việc nhặt hạt trẩu ra thì con đi làm, đi nhặt cái gì không? Không. Không à? Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là Trần Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý ông bà và chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quyền gửi một lời chào tới các ông các bà nhé. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Hãy chú nói được những cái lời mà chào tạm biệt các bác ở trên kênh không? Vâng, chào các bác ở con kênh.